Đội tuyển U21 Anh giành chiến thắng nhờ bàn thắng duy nhất của tiền vệ Curtis Jones, câu lạc bộ Liverpool, ghi ở phút bù giờ cuối hiệp 1 sau quả sút phạt hiểm hóc của Cole Palmer. Trước đó, cả hai đội nhập cuộc với thế trận diễn ra rất căng thẳng, không có nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt của các cầu thủ trẻ đôi bên. Bàn thắng của Curtis Jones là điểm nhấn duy nhất trong hiệp 1. Có tới 7 thẻ vàng được rút ra cho các cầu thủ hai đội. Thành viên ban huấn luyện đội tuyển U21 Anh, cựu danh thủ Ashley Cole còn bị đuổi khỏi sân sau bàn thắng mở tỷ số vì một cuộc ẩu đả đã nổ ra bên ngoài sân. Phía đội tuyển U21 Tây Ban Nha nỗ lực gây sức ép hơn trong hiệp 2 với sự năng nổ của Abel Ruiz. Tuy nhiên, hàng tiền vệ U21 Anh với cặp tiền vệ ngôi sao Morgan Gibbs-White và Anthony Gordon chơi chắc chắn để hạn chế sức tấn công của đối phương. Kịch tính diễn ra ở cuối trận khi đội tuyển U21 Tây Ban Nha được hưởng quả phạt nền nhờ trọng tài xem lại VAR, xác định cầu thủ Levi Colwill, U21 Anh, phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn James Trafford đã trở thành người hùng của đội tuyển U21 Anh khi cản phá thành công quả sút phạt của Abel Ruiz, giúp đội nhà bảo vệ chiến thắng 1-0 và lên ngôi vô địch. U21 Anh cũng đi vào lịch sử giải đấu khi không để thủng lưới bàn nào suốt giải. Đây cũng là chiến tích lịch sử của đội tuyển U21 Anh khi sở hữu thành tích toàn thắng suốt giải.